Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và ở tập trước thì mình đã dừng chân tại ngôi làng ngoài sa mạc này nè. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá nha. Và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay chắc mình sẽ ra vùng biển để phiêu lưu một xíu. Nhưng mà trước khi đi thì mình sẽ khám phá hết cái vùng Misa này trước cái đã. Tại vì cái khu sa mạc này khá là gần cái vùng Misa luôn. Rồi giờ thì đi qua bên đây một xíu coi nào. Và ở đây có rất là nhiều những cái con đỏ đỏ như vậy đó. Có con đánh, có con không các bạn ơi. Đây nè, mình sẽ lại thử coi hình như mấy con màu đỏ này nó sẽ đánh mình á. Đó, mấy con vàng cũng đánh luôn. Thế nên mình sẽ tiêu diệt mấy con này nha. Và nó cũng rơi ra mấy cái miếng thịt này nè. Mấy cái này mình cũng có thể nung lên luôn. Để một xíu về nhà mình sẽ nung thử. Và ở phía xa xa bên kia có một cái công trình gì đó khá là giống cái kim tự tháp. Nhưng mà chưa biết rõ nữa, để bây giờ mình sẽ lại gần coi. Ui, ở trên nóc nó có cái khói lưu ly kìa. Mình có thể lấy cái khói đó về sử dụng được á. Rồi tiêu diệt mấy con này trước cái đã. Nó cứ nhảy tưng tưng lại mình để đánh thôi à. Này thì đánh mình nè. Rồi nhặt mấy cái thịt nó về coi. Ra quá trời thịt luôn á. Ở đây có xương rồng. Xương rồng khá là nhiều, mình chỉ cần hai cái mang về để dành nhân giống ra thôi. Lấy cái khói này ra trước đi. Rồi nhặt khói lưu ly vô nè. Ôi cái này ở dưới còn đường đi xuống nữa hả? Nhưng mà ở phía sau cái này hình như có một cái gì đó để mình khám phá trước đã. Rồi sau đó mới xuống phía dưới của cái công trình bằng cát này nhá. Ở trên thì sao ta? Không biết ở trên có gì không nữa. Ồ, chỗ này không có gì rồi. Để bây giờ mình thử trèo lên phía trên cao nhất coi. Coi nó có cái diện trển không nhá. Cái này giống như cái chỗ để quan sát xung quanh thôi hả? Rồi được, vậy là bây giờ mình sẽ xuống dưới coi coi. Đừng nói ở dưới lại có một binh đoàn quái vật đang đợi mình nữa nha. Đúng rồi, lại là mấy cái cửa bằng sắt nữa nè. Cái công trình nào dưới lòng đất cũng có mấy cửa bằng sắt này hết á. Nhưng mà quái vật nó sẽ khác nhau, tại vì đây là quái vật vùng sa mạc kìa. Ui, có chuột nữa. Bên kia có creeper. Mình nghĩ đi đường này là an toàn nhất nè, tại vì có con chuột nhỏ nhỏ nãy thôi à. Đây, giờ sẽ qua. Ui, cái này giống cái cổng Nether vậy ta. Nó giả cánh cổng Nether chứ. Nhìn sơ qua tưởng cổng Nether không á. Ui, cái này là hình như cái lăng mộ các bạn ơi. Nè, hình như cái này lăng mộ nè. À, để mình dương cây nỏ ra mình tiêu diệt cho nó nhanh coi. Lại đây nào. Ủa, một miếng nước luôn, sẵn đó. Tại vì đang khát ấy. Rồi, đổ nước ra, múc thêm nước và uống coi nào. Ồ, vô tình mình lại phát hiện được ngôi mộ rồi. Ui, hình như bên trong ngôi mộ này có cái spawner sao ấy. Quái nó xuất hiện nữa kìa. Đứng ở đó đi để mình lọc nước ra trước cái đã. Rồi, chiến đấu tiếp thôi. Tiêu diệt bằng nỏ cho nó nhanh nào. Để một xíu mình sẽ đập thử cái ngôi mộ đó ra coi bên trong có gì nhá. Mặc dù việc làm đó hơi kỳ một xíu nhưng mà mình phải kiểm tra thử bên trong. Tại vì bên trong nó cũng có spawner mà không đập ra là nó quấn mình nữa ấy. Rồi, đập ra thôi. Ui, có rương luôn nè. Không chỉ có spawner mà nó còn có rương nữa. Ở phía trên này có block che rồi nên không mở ra được. Và ngôi mộ này chỉ có được một cái phôi vàng, than và hạt sắt thôi. Mình có thể lấy để coi trong đây có gì lấy được không ta. Rust dust nè. Bên đây cũng có và một cái đường enchant. Đi tiếp về hướng bên đây thì chúng ta sẽ gặp một cái spawner của con nhện. Và có con quái vật gì nữa kìa. Ui, con quái vật đó hình như đặc thù của cái vùng sa mạc hay sao ấy. Rồi, để mình tiêu diệt bằng cái này cho nó nhanh nào. Ui, nó không cho mình, không cho mình dùng. Ui, sao mình không dùng nỏ được. Ủa, được rồi nè. Ủa, kỳ vậy ta. Ui, giật mình. Tưởng đâu không dùng nỏ được chứ, suýt nữa chết rồi. Ở đây có vàng và sắt nè. Có vẻ hướng này đã hết đồ rồi đó. Giờ thì mình sẽ đi về mấy hướng còn lại. Không biết còn ngôi mộ nào không ta. Tự dưng vô đây cái phát hiện được cái ngôi mộ chứ. Cũng hơi sợ á. Rồi, đi về hướng bên đây nào. À, bên đây có creeper hả? Ăn nỏ đi. Ấy da, ui, nhện. Dơi làm gì vậy? Tự nhiên ăn cái phát nỏ đó luôn rồi. Con nhện này dám hại. Dám hại dơi chết hả? Chết quen rồi và dơi rơi ra cái cánh dơi nè. Cánh dơi có làm được gì không ta? Cánh dơi đem về nướng ăn được luôn hả? Cánh dơi cũng là một cái loại thức ăn á. Ở đây có cái khói gì nè. Ủa, tự nhiên ở đây có cái khói gì thôi hả? Kỳ lạ thật. Cái băng keo cá nhân thì mình không cần. Ấy, cẩn thận. Quên nữa, skeleton trong đây bắn chuẩn lắm.
Chưa chuẩn bị nào, vô đây quắn quắn máu lại cái đó các bạn ơi. Giờ phải chiến đấu cẩn thận không thôi là bị nó headshot như chơi á. Rồi quắn cho nó chỉ làm vết thương một xíu, còn phần đầu thôi. Rồi làm vết thương rồi, giờ thì chiến đấu thôi. Scale up. Ây da da. Ây da. Ui, nguyên một binh đoàn luôn. Ừ, bắn lộn đi. Mình sẽ đứng ở đây và đợi thời cơ thôi. Bắn nè, một tên. Rồi từ từ mà giết. Hai tên. Ây da, bắn hụt rồi. Ui. Ui, nó lợi tới mình luôn chứ. Lợi đây nè. Tranh thủ là đạp spawner nha các bạn. Skeleton mặt giáp kim cương hả? Bắn người nè. Ui, ra thêm quái vật nữa. Ây da. Ui, mấy con quái vật mà trời. Rồi, đập. Còn một con thôi. Con này dùng kiếm chém luôn. Ây da. Vậy mà cũng bắn trúng nữa. Và nó rơi ra áo giáp kim cương nè. Tốt quá, mình có thể mang về và sửa dùng được. Cũng tạm ổn. Và hết thứ có thể nhặt rồi. Ở đây có vàng. Tính ra mấy cái chỗ này nhiều vàng ghê luôn. Ây da. Ở đây làm gì? Ui, cái khiên này đỡ. Nhiều khi đỡ cũng hụt nữa. Vậy là cái khiên này không ổn rồi. Về chắc mình phải nâng cấp lên cái khiên tốt hơn á. Ở trong đây nó còn có những cái khiên to ấy các bạn. Xem nào, đây một cái Big Shield này. Cái Big Shield thì sẽ giúp mình đỡ được những phát bắn ở vùng đầu hơn nữa ấy. Tại vì nó to hơn mà. Chứ cái khiên này nhiều khi mình đỡ hụt hết trơn á. Rồi giờ thì đi về hướng còn lại thôi. À mà quan đã, nước này lọc chưa? À nước lọc rồi. Ui, ở đây cũng hơi nguy hiểm á. Rồi đi thì hướng bên đây gấp thôi. Đây là hướng cuối cùng á. Và hy vọng bên đây sẽ có kim cương. Ui, hướng bên đây thì lại mở một đường xuống phía dưới nữa. Ui, ở đây nhiều đường vậy ta. Nhiều đường vậy. Ý, rồi lại bắn trúng dơi nữa rồi. Hình như cái cây nỏ này có duyên với mấy con dơi á. Ban đầu mình cũng còn khá là nhiều máu nên không sợ. Bắn nè, một tên. Chuẩn bị. Hai tên, rồi áp sát thôi. Ui, bắn hụt á. Ui, nó thấy. À, bắn hụt nè. Rồi, tiến lại gần và đập cái này ra. Đó, vậy cho nó đỡ. À, ở đây còn nhện hả? Nhện thì đập nó luôn. Ui, mình đập cái spawner mà. Đập spawner mà toàn trúng mấy con nhện. Rồi, lấy đồ. Và... cái này cho hai quyển sách luôn. Laser Fire Aspect và Protection 1. Lấy cuốn này được nè. Lấy vàng. Một cái lọ thuốc tốc độ hả? Được, uống luôn. Uống cái thuốc này chạy cho nó nhanh. Rồi, cái này mình có thể cất vào trong ba lô của mình để dành mình mang theo khi mà đi khám phá. Đây, cất cái lọ này vô. Lấy lại. Và một cái đôi ủng. Ui, ủng mending này. Ồ, có mending thì tốt quá. Mình có thể lấy về để mình gỡ cái dòng ra nếu như có cái bàn The Enchant. Một cái kiếm mending. Wow, được hai cái thứ mending luôn. Một cái sleeping bag nữa nè, mà mình có một cái rồi nên không cần lấy đâu. Hot crystal sát hả? Cái này thì phải lấy nè. Cái này rất là cần thiết á, nên phải lấy về. Rồi nhét vào trong đây. Cái ủng này thì vứt đi nè. Cầu thang vứt. Xương vứt. Metal cork vứt nè, vứt. Vứt redstone luôn. Rồi lấy như đây thôi. Và cái kiếm này kiếm enchant đúng không? Đúng luôn. Rồi đi tiếp về hướng bên đây. Và có thể là mình sẽ đi thêm một đoạn ở bên đây nữa đi. Hình như là đây hang rộng đúng không? Ui, hình như đây là hang rộng nè. Ây da. Ui, hai tên này bắn lộn mà bắn còn đúng mình nữa chứ. Đạn lạc nè, một tên. Tên này cũng vậy luôn đi. Nằm xuống đi, rồi đập cái này ra. Ui, hình như mình thấy cái hang rộng rồi. Nè, dấu hiệu của hang rộng đó các bạn. Ồ, được nha. Nhưng mà giờ nguy hiểm quá. Mình phải đặt một cái giường ở đây ngủ để cho nó spam boy ở đây á. Lỡ có chết còn quay lại nhanh chứ. Giờ mà mình chết một phát là nó sẽ spawn ở nhà luôn á. Thôi nhưng mà làm liều đi. Biết đâu mình lại tiêu diệt được thêm một con rồng thì sao. Mình sẽ đào một cái cầu thang đi xuống dưới. Cẩn thận là trên hết. Tại vì con rồng ở dưới hang thì nó sẽ mạnh gấp 2, gấp 3 hoặc là có thể nhiều hơn so với những con rồng ở trên mặt đất ấy. Nên việc chiến đấu với nó là một điều rất là nguy hiểm. Rồi, nó thấy mình hay sao rồi. Bắn một phát nè. Rồi nó thấy rồi. Bắn một phát nữa nè. Ôi. Ôi, những đây đang ngủ các bạn ơi. Ôi, nó đang ngủ, mình bắn nó không hay luôn nè. Ây da, sao bắn ngủ rồi. Ủa, kỳ vậy. Ủa, sao lúc bắn trúng lúc bắn không ta. Chưa, để mình đào ra hướng khác cái đã. Con rồng này ngủ sai quá, bắn không hay luôn.
Vậy thì ngươi xong đời cái rồi. Ủa? Ôi chưa 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 đào hồi nhớ chừa đường đi lên á. Để không thôi một hồi chết dưới đây là mắt trắng luôn. Rồi 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 hướng này có vẻ to rồi nè. Bắn ngay đầu nó luôn nè. Ủa? Ủa kỳ vậy ta hay là vậy? Ôi đúng 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 rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Gì hơi kỳ nhưng mà phải dùng cách này thôi. Ủa hay hít hay hít. Trời bắn lén. Bắn lén nè ba hít. Rồi để coi tổng cộng bao nhiêu hít sẽ tiêu diệt được con rồng này nha. 4 hít. Nó không hay biết gì luôn á. 5 hít. ngủ sai cho người người ngủ vĩnh viễn luôn nè. 6 hít rồi. 7 hít gỡ khiên ra bắn cho nó nhanh coi. 8 hít. Ui ui bắn hụt bắn hụt. Bắn ngay ngay cái phần ơ. Ôi như nó chết rồi, nó chết rồi. Ôi nó chết rồi, nó chết rồi. Ôi xuống chứ lượm đồ thôi. Nhưng mà giờ đồ của mình nó nhiều quá à. Nên chắc tạm thời mình sẽ quay trở lại cái ngôi làng để cất đồ bớt nha. Rồi có gì mình sẽ quay trở lại đây và lấy đồ thì nó sẽ tiện hơn. Chứ giờ chật chội quá đâu có lấy về được hết đâu các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ đi cất đồ cái nha. Mình đã dọn dẹp xong rồi cũng như là ngủ một giấc trên ngôi làng ấy. Và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới để bắt đầu lấy những cái vải rồng bên trong cái con rồng này nha. Ui cạnh đây nó còn có một cái công trình gì nữa. Ồ, sự kết hợp của hai công trình luôn. Mình sẽ bước cái này ra. Và sau đó thì diễn mấy con quái ở dưới trước đã. Ở dưới nhiều quái lắm luôn á. Và có cái spawner cạnh luôn nè. Spawner của con gì không biết nữa ta. Và nó sử dụng cái obsidian làm phần sàn luôn. Rồi xuống dưới thôi nào. Ây da 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 da. Ui có con được nâng cấp kìa, Enderman. Ây da, Enderman nâng cấp luôn hả. Được, Enderman thì Enderman. Ui đừng nói sống vậy nha. Sống vậy là không vui đâu á. Ây da da da. Phải ở gần nước các bạn ơi. Tại vì Enderman nó giận mình rồi. Mình ra khỏi là nó quánh mình liền á. Đi ra chỗ khác đi. Enderman đang me tôi mà. Bình thường zombie đang tới nè. Cẩn thận, Enderman quấn mình là một phát ngay đầu là chết đấy. Enderman là mob có thể nói là mạnh nhất mà nếu không có sự can thiệp của mấy con vật ở bên ngoài á. Rồi nha, đừng làm phiền chỗ tôi lấy đồ trong rồng nha. Rồi lấy đồ thôi. Đây là toàn bộ những gì có bên trong con rồng nè. Wow, con rồng này bự thiệt, đúng là rồng hang có khác. Rồi lấy hết vải. Ui, một stack mấy vải luôn. Ui vậy là về mình làm nguyên một bộ giáp em rồng thoải mái luôn á. Ít giấy. Ui cẩn thận coi chừng rớt. Lấy mấy cái mana kích ship về. Rồi kiểm tra xung quanh cái chỗ của con rồng luôn. Emerald. Ây da, những cái con Enderman là mình bị hơi khó nhìn một xíu ấy, làm mờ mắt của mình đi. Mấy con Enderman á thật là kinh khủng. Ở đây có xương. Ở đây còn khá là nhiều mấy cái rương trong cái hang rồng nè. Mana kích ship cũng như là vàng. Đây là sắt. Ui gần mấy con Enderman khó nhìn quá. Thôi đứng xa xa nó ra. Và khi lướt á thì mình cũng phải đứng ở phía dưới để không thôi mấy cái con quái trong đây nó quánh mình. Rồi và bên đây nữa. Chắc hết rồi đó. Và để an toàn hơn thì mình không biết có nên đi lên trên không ta. Mà lỡ xuống đây rồi chắc mình sẽ cất đồ vô trong ba lô đi. Để có gì mà chết á thì nó cũng an toàn, không có mất mấy cái vải đầu rồng cũng như xương rồng cho vào trong đây nè. Emerald sắt, tim rồng, thịt rồng. Rồi đủ rồi đó, giờ thì tiếp tục cắm phá thôi nào. Emerald hả, lấy luôn đi. Bỏ không thì phí quá. Ui dưới đây đông quái lắm luôn á. Y như đại hội vô lâm ở dưới luôn kìa, nó đợi mình sẵn hết trơn rồi kìa. Thôi, bỏ qua, không chơi với mấy con đó đâu. Đi hướng. Ây da da. Dám quýnh mình hả? Ui. Dám quýnh mình. Quýnh. Con Enderman nó dí mình tới cùng luôn á. Nó không chịu tha là không chịu tha mà. Diamond everywhere. Ui. Là sao? Ủa nó có cái dòng tên là Diamond everywhere nè các bạn. Ui, Wither Skeleton. Đừng mà, mình sợ nhất con đó đó. Ê mà khoan, mình sẽ đập nó để có gì mình lấy cái xương của con Wither đó. Thì con Wither đó có tỷ lệ rơi ra xương á. Xương của chính con đó luôn nên. Ấy da. Ui thôi xong rồi. Ui.
Ui, kiếm 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 lóc, chạy 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 chạy. Ui ui, chẳng có mấy con play nữa, mấy con play nó sẽ đốt mình á, mình sợ lửa lắm. Mình chết đi chết đi chết đi. Ui ui, may mà mình nhanh chân á. Thôi 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 thôi, không chơi ở đây nữa, nguy hiểm quá, gần lava nữa, chết rồi, mất hết đấy. Rồi ok, giờ mình sẽ lên trên để cất đồ trước một cái đã, rồi có gì quay xuống chiến với mấy con này sau nhá. Mình đã trở lại ngôi làng và ngủ được một giấc để hồi lại sức. Và bây giờ thì mình sẽ quải ba lô và tiếp tục lên đường thôi. Và cái rương này đang chứa những thứ mà mình nhặt được trong cái chuyến khám phá cái vùng sa mạc vừa nãy ấy. Và khi nào trở lại ngôi làng thì mình sẽ lọc lại và mang những thứ cần thiết về nhà nhá. Giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo một cái thuyền để mình có thể khám phá cái vùng biển. Rồi, đã có một chiếc thuyền bằng gỗ sồi rồi. Giờ thì đi ra vùng biển thôi nào. Hôm trước mình nhớ không lầm thì mình gặp một cái biển đâu. Đây nè, ở phía bên đây một xíu. Rồi, giờ thì đi thẳng về phía dấu ít thôi. Và bên đó hy vọng rằng á sẽ gặp được một vùng biển thiệt là to để mình có thể khám phá nhá. Và trên bầu trời bây giờ có rất là nhiều mấy cái tên thần gió nè. Thần gió nè. Mình cực kỳ thích cà khịa mấy cái tên thần gió luôn ấy. Thỉnh thoảng cứ đáp gần gần nhà có mấy nhân làng ngồi khều khều bên ngoài à, nên mình gặp là mình tiêu diệt hết. Rồi, giờ thì lại đây và mình cũng có phát hiện được một cái thuyền cướp biển nữa. Không biết có phải là thuyền cướp biển không nữa. Giờ thì mình cần phải là gần để biết chính xác đó là cái thuyền gì. Và leo lên thuyền coi nào. Đó, cái buồm kìa. À không, cái đó cái thân buồm thôi. Nhưng mà ừ đúng rồi, thuyền cướp biển. Được, đánh chiếm thuyền cướp biển thôi nào. Và cái thuyền cướp biển này có vẻ khá là nhỏ nhỉ. Ừ đúng rồi, thuyền cướp biển nhỏ xíu hả. Còn không có thủy thủ đoàn bên trong nữa chứ. Ủa mà khoan, nghe tiếng quái rồi nha. Ồ, có quái bên trong nè, chứ không phải không có đâu. Giờ mình có thể đập được rồi, lấy đồ luôn. À đây còn spawner nè, đập luôn. Nó đứng ở trên đập thôi các bạn ơi, cho nó an toàn. Trên này còn gì không? Trên này thì không. Giờ thì bắt đầu đi xuống dưới và Còn. Dạ, nước ở đâu vậy? Ui, ở đây thiết kế ác thiệt chứ. Tự nhiên có nước bên trong, định dìm chết mình hay sao ấy. Ôi dạ, ai dạ. Ui cái gì á? À này, tiếng cá giả mạo kìa. Ui may quá, may quá, mình có cái thuyền đỡ giùm ơi. Còn lâu mình mới bị dụ á. Nhưng mà bây giờ mình cũng bị mất kiểm soát và đang vướng ở bên trong cái thuyền này. Ây da, vậy thì không được. À hết rồi, hết rồi, hết rồi. Skeleton lợi dụng hả? À, mấy cái này tiếng cá giả mạo. May mà có cái thuyền nó đỡ giúp mình. Và bây giờ mình đang bị lạnh các bạn ơi. Ui không, ra nắng liền, ra nắng liền. Ây da, bị sốc nhiệt, bị sốc nhiệt. Ui ui, nhảy lên. Nhảy đi. Ui lạnh quá, lạnh quá. Ây da. Ui làm ơn, đừng có lạnh quá mà. Mỏng rồi. Chạy thôi. Vô đất liền để cho nó nóng người lại xíu. Ui lạnh quá. Giờ đang là mùa đông mà mình còn dám ra biển đi khám phá nữa chứ. Ui khí hậu đây khắc nghiệt lắm á, người mình giờ bé hết rồi kìa. Giờ thì mình sẽ đợi ở đây để cho cơ thể nóng một xíu rồi sau đó ra biển khám phá tiếp nha. Nhiệt độ cơ thể mình cũng đã đỡ lạnh hơn rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ lại gần đây để tiêu diệt mấy cái nàng tiên cá giả mạo nha. Ây da. Ui, hình như mê hoặc mình một phát là mình không trèo lên thuyền được luôn á. Nhưng mà xuống nước vậy có ổn không ta? Mình sợ trầm nước lâu quá mình lại bị lạnh nữa. Ui nó lạnh lại rồi kìa. Hay, lại đây chiến đấu lẹ nào. Ta còn lên bờ nữa. Ở đây lạnh quá chịu không có nổi đâu. Ê chiến đấu đi. Không chịu hả, bắn một phát nằm luôn nè. Bắn một phát. Ấy da, bắn hụt nữa. Ui lạnh quá, run tay các bạn ơi. Ui một hit rồi. Chịu chết đi. Rồi, tiêu diệt được rồi và rơi ra một ít cái Cine Scale. Ở đây chỉ có một nàng tiếng cá da mạo thôi. Ấy da, lại rồi, xong rồi. Làm lẽ cái thuyền rồi bơi vô bờ nào. Ui lạnh quá thì không có đi khám phá biển được. Giờ đang là mùa đông. Tại sao lại mùa đông ngay lúc này chứ? Để cái bàn chế tạo rồi đi vô bờ liền nào, không thôi bị sốc nhiệt á. Ủa thuyền đâu rồi? Ủa nhưng mình chưa chế tạo á. Ủa mình nhớ mình chế tạo rồi mà. Ây da, gì không thôi rồi. Cái thuyền đâu, cái thuyền. À đây cái thuyền nó nằm bên trong nè. Ủa cái thuyền mà cũng cắt bên trong được nữa hả? Thôi bỏ đi. Rồi vô trong nào. Ây da, bình tĩnh. Ui người mình vàng khè rồi kìa. Bị thương rất là nặng rồi đó. Chích cái này vô cho đỡ coi. Ủa cái này chưa được nữa hả?
Ui, nhảy lên nhảy lên. Khi bị nóng á, một là mình vừa chạy vừa nhảy như vậy nè, hai là vào vùng sa mạc thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên nhanh hơn một xíu. Rồi đỡ đỡ đi, đừng đừng, chuyển sang màu đỏ là xong luôn á. Ôi, nhiệt độ đã tăng lên rồi. Ui, đi khám phá với thời tiết như vậy thì không vui cho lắm, cứ bị sốc nhiệt hoài cực kỳ khó chịu luôn. Mà mặc cái giáp bằng len á thì lại yếu, bị quái nó đánh chết. Khổ thiệt chứ. Thôi tạm thời chắc mình sẽ cuốn đồ về nhà đi. Hôm nào hết mùa đông thì mình sẽ trở lại vùng biển này để khám phá tiếp nha. Nó vẫn còn ở đây mà, đâu có sợ mất đâu. Rồi ok, giờ thì mình sẽ gom đồ hết trong cái ngôi làng và quay trở về nhà sau cái chuyến khám phá này nha. Mặt trời đã lên rồi các bạn ơi, và mình vừa ngủ cái đêm cuối tại ngôi làng này. Và bên trong ba lô là những thứ mà mình có được trong suốt cái chuyến khám phá bên cái khu sa mạc này. Và bây giờ thì mình sẽ xách cái ba lô này trở về cái ngôi nhà của mình thôi. Trên đường về nếu mình gặp cái gì lạ hoặc là hay á thì mình sẽ trở lại với các bạn nha. Còn bây giờ thì trở về nhà thôi. Ui ui, mình nhận được trái táo vàng gì lạ nè. Ồ, cái này dùng để chế tạo một cái công thức của một cái charm, cái bùa á. Ồ, hay nha, hay nha. Rồi, tiêu diệt mấy cái con quái này thôi. Và mình có tiêu diệt được một con skeleton và nó rơi ra một lần ba cái trượng luôn chứ. Con skeleton này bán trượng à. Mình có thể vứt cái gì đây ta? Lấy được thêm một cây nữa nè, còn một cây nữa mình muốn lấy về luôn. Chắc mình sẽ vứt vứt táo ra đi. Táo mình có thể chế tạo cách rất là dễ dàng ấy, hoặc là thu hoạch cũng được. Được 3 cây. Ok, mang 3 cây về cũng được. Ok, giờ thì đi tiếp thôi nào. Ồ, trên đường về mình phát hiện một cái khu vực gì nè. Nó là dẫn xuống dưới lòng đất hả? Để bây giờ mình sẽ đánh dấu đi, từ từ mình sẽ khám phá mấy khu vực mà mình chưa có đi nhá. Để đây là khu vực gì đây ta? Mình cần phải đặt một cái điểm nào lạ lạ một xíu đi. Chấm đi, đây một điểm được không? Được nè, được nè. Mình sẽ đặt ở đây là cái hình đầu lâu, chứng minh cho cái khu vực nguy hiểm. Rồi, ở đây một khu vực nhá. Rồi, giờ thì đi tiếp thôi nào. Ui, đây có con quái vật gì nè. Ui, sao trong rừng còn mấy con quái vật lạ lạ không vậy? Nó rơi ra cá. Khu vực này còn nhiều thứ mà mình chưa biết lắm. Để từ từ mình sẽ trở lại và khám phá tiếp nha. Ui, ui, con gì á, con gì á. Ui, con cóc đó bạn ơi, mình mới bị con cóc tấn công. Ây da, da, da. Ui, đi ngang tự nhiên bị con cóc quánh chứ. Ui, nó đưa ra bóng slam nè. Đúng thứ mình cần. Mình sẽ bước cái gì đây ta? Ui, ui giật mình. Sẽ lấy cái này đi. À, có bóng slam rồi, vậy là mình có thể dẫn được mấy bé về nhà rồi đó. Có bóng slam luôn, ba quả luôn chứ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Giờ thì tiếp tục về nhà thôi. Ui, mình gặp con ong chúa rồi. Ui, rơi ra mặt ong luôn hả? Mình sẽ vứt cái gì để hát kim thạch đi. Wow. Ồ, vết mát hình như cái này là gì đấy, vết mát. Cũng chưa biết công dụng của nó để làm gì nữa, mà cứ nhặt về đại đi. Ui, trong rừng này nhiều thứ nguy hiểm quá. Nào là ít độc, rồi tới mấy cái con ong chúa nữa chứ. Suýt nữa thì mình tử nạn mấy lần rồi đó. Và cuối cùng thì cũng gần về tới nhà rồi kìa. Nhìn được những cái cây mùa thu thật là may mắn. Và cũng như là gặp lại mấy cái anh hiệp sĩ trong cái ngôi làng mini này. Và giờ thì mình chỉ cần lội qua cái con sông nhỏ này, vượt qua những cái cây táo đã ra quả, và mình sẽ trở về cái ngôi nhà thân yêu. Ui, cuối cùng thì cũng trở về nhà rồi. À, nhà mình hình như bên kia thì phải. Cố lên, cố lên. Chịu lạnh một xíu nữa thôi là có thể ngủ thoải mái rồi đó. Rồi, về nhà, về nhà. Đây, đây chính là cây táo của mình và cái ruộng lúa của mình nè. Uống một ngụm nước coi. Đây chính là cái ngôi nhà và cái nàng tiên bướm. Hồi máu, hồi máu, hồi máu nào. Lâu quá rồi mới gặp nàng tiên bướm nè. Ôi, cảm giác về nhà thật là tuyệt các bạn ơi. May mà lần này mình đi vẫn còn toàn thay về nhà. À, giờ thì mình sẽ đợi cho hồi máu một xíu đã. Ui, lâu lâu mới trở về mà nàng tiên bướm không bút gì trơn á. Ui, mình đang bị sốc nhiệt nữa chứ. Ây da. Chắc mình phải làm một cái máy tăng nhiệt độ à. Ở đây có cái máy nào làm nóng không? Cool. Cái này là coil đúng không? Coil. Nè, ở đây có một cái heating coil nè. Nhưng mà cần phải có những cái mảnh vỡ của cục mắt nè. Ở dưới nether ấy.
Cái đó chắc từ từ mình sẽ xuống dưới để lấy sau. Còn bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ làm một cái cho gọn gàng, rồi chúng ta sẽ làm công việc tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì mình đã dọn dẹp đồ xong rồi, cũng như là đang đứng để phơi nắng một xíu ấy. Và nước nó lạnh đến mức mà đã đóng băng luôn rồi kìa. Thôi không đứng ở ngoài này phơi nắng nữa, mình sẽ vào bên trong nhà để chế tạo những cái bộ giáp rồng thôi. Thứ mà mình rất là nôn nóng chế tạo trong suốt thời gian vừa qua. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo áo giáp từ vải của rồng Emerald trước. Tại vì đây là lò rồng mà mình nhặt được nhiều vải nhất luôn nè, từ một con rồng ở dưới hang thôi á. Rồi kế tiếp là cái áo giáp nè. Cái nón trong cái bộ giáp này cực kỳ đẹp luôn nhá. Nào là có cái phần hàm của con rồng nè, cũng như là phần sừng, nhìn rất là ngầu luôn. Còn về phần sức mạnh thì mình chưa có nói trước được, để giờ mình sẽ thử cởi cái áo giáp len này ra xem như thế nào nhá. Mặc vô. À mà khoan, mình phải nâng cái defense lên cấp độ 24 lận. Ở đây mình mới cấp 16 thôi, và bây giờ mình sẽ nâng nó lên luôn. Có nhiều kinh nghiệm mà sợ gì. Rồi nâng lên cấp 24, giờ thì mặc vào coi nào. Sức mạnh có thể nói là có thể hơn cả đồ kim cương luôn á. Nhưng mà cái này nó là bị trừ rồi. Ôi cái này trừ hết 5% tốc độ rồi nè. Cái này thì trừ hết một giáp. Ui không tốt, mấy cái thứ không tốt như vậy á thì mình phải sửa lại. Và mình có thể sử dụng cái Reforging Station này. Đầu tiên thì mình cần phải đặt cái món đồ cần sửa vào bên trong. Kế tiếp là cho vải rồng vào. Mình sẽ sử dụng 6 cái đi cho nó tiết kiệm. Búp. Cái này cộng thêm một giáp nè. Vậy mới được chứ, phải cộng chứ không được trừ. Kế tiếp là cái áo giáp coi. Cái này đừng có trừ tốc độ nữa nha. Ten ten. Ủa cái này nó trừ 10 luôn. Hồi nãy trừ 5 giờ trừ 10. Làm lại. Búp. Giờ thì lại trừ một giáp. Làm lại nữa nè. Ui cái này clumping luôn. Nó trừ quá trời rồi. Cộng đi. Nó cộng 0.5 giáp nè. Cũng được á. Miễn sao đừng có trừ là vui rồi. Giờ thì mặc cái bộ giáp rồng này vào. Đó, vậy nó mới mạnh được chứ. Và tạm thời thì mình chỉ chế tạo cái bộ giáp rồng Emerald này thôi. Còn những bộ giáp rồng tiếp theo thì từ từ mình sẽ chế tạo sau. Chế tạo trước mình mặc cũng đâu có hết đâu. Bộ giáp bằng len này chắc mình sẽ treo nó lên đây đi. Một xíu mình về nhà, mình sẽ sử dụng nó sau nhá. Tại vì lúc mình có đi xung quanh đây để sưởi ấm á, thì mình vô tình phát hiện gần nhà mình cũng có một con rồng nữa các bạn ơi. Và nó khá là gần cái ngọn núi lửa nhỏ ở bên đây nè. Vậy mà hổm ra mình không để ý ta. May mà nó không tìm tới cái khu vực mình sống để gây chuyện á. Và sẵn đó đây thì mình sẽ test cái sức mạnh của cái bộ giáp rồng Emerald này xem như thế nào. Ủa nãy mình mới thấy đâu đây mà ta. Rõ ràng mình mới thấy ở đây nè. Có bánh hamburger mình sẽ đi dành ở đây một xíu mình ăn luôn. Ủa đâu rồi? À kìa kìa kìa. Ủa nó thấy mình thì sao rồi? Chưa đánh với con rồng này là tốt nhất là nên giữ vị trí nha các bạn. Ui da lạnh quá lạnh quá. Đừng có lạnh quá, đang đánh với rồng mà. Tại sao lại lạnh ngay lúc này? Mình chỉ mới xuống nước thôi đó mà bị sốc nhiệt rồi. Ui vô, đánh với rồng còn. Ai da, đây. Rồng nè. Ui bắn ngục một mũi rồi. Ui xíu trúng. Đừng để nó thấy, đừng có để nó thấy. Hai hit, để coi bao nhiêu hit sẽ tiêu diệt được nó. Ui, 3 hit rồi. Cố lên, đừng có sốc nhiệt nữa, làm ơn. Bốn hit. Cố lên, khoảng 10 hit á. Ai da. Làm lại. Ui, mình sợ mình chưa bị con dòng này giết là mình đã bị lạnh chết rồi các bạn ơi. Ai da, không ổn, chị thương một cái nào. Ăn luôn cái ổ bánh, bánh này ăn được. Thêm máu thôi, nó ba hàng máu luôn cho chiến đấu cho khỏe. Ui, nó đốt hết cái ngôi nhà bên đây rồi. Coi kìa, nó đốt kìa. Nguy hiểm thiệt á. Ui, sức tàn phá của mấy con rồng này kinh khủng thiệt. Ây da, nó đốn hết cái khu rừng bên kia rồi. Mà mình thì cứ giật bạc như hoài thì sao chiến đấu được. Ui, đừng có giật nữa. Cái này chỉ có mấy cái cấp web thôi. Nó đốt gần hết cái khu rừng này rồi. Ai da. Ui đây còn có mấy con quái vật lửa nữa nè. Ui không ổn rồi. Chẳng lẽ vừa chiến đấu vừa mặc cái giáp lông cừu yếu lắm. Rồng khè một khắc là mình chết ấy. Không ổn rồi, phải dùng biện pháp khác thôi. Con rồng đâu? Nãy giờ mình không bị rồng đánh mà mình chỉ bị sát thương từ cái sốc nhiệt này thôi hả? Ai da, nó mất nhiều máu chưa kìa. Ui đỏ hết cái phần đầu cũng như là phần chân tay rồi. Ui đừng nữa, mùa đông ơi, qua nhanh đi. Vậy thì chắc chết mất. À đây, rồng đây, nãy giờ tìm ngươi.
Mày đi đâu vậy? Ái da, bắn thấp quá. Bắn cao lên một xíu. Trúng nè. Rồi, ổn ổn. Trúng nè, mặc dù nước hơi lạnh nhưng mà một xíu mình bị cháy mình nhảy xuống liền đó các bạn ơi. Bắn tiếp nè, đó. Cố lên, cố lên. Trúng đi. Rồi khoảng 2-3 hit nữa thôi. Nãy giờ nó trúng nhiều hit của mình lắm rồi. Chịu thua đi. Ái da, nó còn phun lửa xuống nữa kìa. Ui, nó giếm mấy con khủng long hả? Đừng để khủng long giận nha, khủng long là loài vật rất là mạnh đấy. Ngươi mà kiếm chuyện thế nào ngươi cũng tồi đời. Mà có điều được khủng long không biết bay thôi. Núp ở đâu vậy? Lại đây nào anh bạn. Ây da, đã gì cũng rớt xuống nước nữa. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ui, mùa đông mà rớt xuống nước là tôi như xong đó. Ây da. Lên lại. Ui, con rồng ơi, mày lại đây lẹ đi. Cho tao tiêu diệt ngươi nào. Ui, nó thấy mình rồi. Ây da. Ao. Ui, không giỡn với rồng được. Ui, nó mạnh quá, sức mạnh của nó là hơn mình rất là nhiều lần. Ui, may mà mình chạy kịp. Ui, nãy giờ nó không quánh mình thôi, chứ nó quánh mình một lần là sắp chết. Ui, may mà mình nhanh chân á. Rồi. Chúng rồi kìa. Một hit nè. Ây da, hụt rồi. Cố lên. Chiến đấu trong cái lạnh này thì hơi khó, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi, giờ qua đây mình nghĩ với vài mũi thôi là có thể tiêu diệt á. Mình nhớ cái cung mình mạnh lắm mà ta, bắn con rồng kia tầm 5 hit là chết rồi, mà con rồng này bắn mãi mà chưa chết này. Ui, mình bay qua đây thử nó chạy lên bên kia. Cho anh nhau à. Lại đây nào anh bạn, lại đây nào. Phát bắn cuối cùng. Ủa, chưa cuối cùng nữa hả? Phát bắn cuối cùng nè. Dạ, thôi, nó bắn mình phát là phát bắn cuối cùng luôn á. Nè, vẫn còn sống này. Ủa, chưa chết nữa. Con rồng này khỏe thiệt. Nãy giờ mình bắn chuẩn lắm rồi đó. Vậy mà vẫn chưa tiêu diệt được nó. Chịu thua đi. Cơ thể của mình đang rất là cạn kiệt sức lực tại vì cái lạnh này. Nhưng mà không sao, mình có một cái medkit ở kế bên rồi. Mình có thể chữa lại vết thương từ cái lạnh này. Tiêu diệt nữa nè. Chịu thua đi. Rồi. Ây da. Ây da. Ôi, đừng. Ui, có vẻ set đồ rồng này khá là mạnh đó. Nếu set đồ kim cương thì nãy giờ mình đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà nãy giờ mình vẫn chống chịu được hai phát bắn. Có vẻ ổn á. Rồi, hồi máu lại và tiếp tục chiến đấu thôi. Ây da, còn bị đốt nữa. Ê, không giỡn nha anh bạn. Ui, nó cứ bật như vậy hoài. Không biết các bạn nào chiến đấu trong cái lạnh này chưa, chứ mình đây là lần đầu tiên á. Nên khá là khó để có thể gây được nhiều sát thương cho con rồng này. Ây da, nó thấy mình rồi. Đừng. Dập lửa. Trị thương nào. Ây da, nó khà lửa mình liên tục luôn á. Ủa, nó còn gấp mình nữa. Ủa, con rồng này. Chịu thua đi. Đừng. Bắn như nè. Ôi, nó cứ gắt mình lên trên hoài vậy. Phải ăn bánh vô mới được. Ôi, lửa nó đốt xuyên nước được luôn hả? Ui, xong rồi. Ui, căng thẳng thiệt á. Mãi mình mới tiêu diệt được. Ui, tưởng đâu là tử nạn ngay đây rồi. Bên trái mình chịu quá trời hiệu ứng rồi kìa. Mình xài cũng gần xong cái medkit này luôn rồi chứ. Cuối cùng cũng vượt qua rồi. Giờ thì chúng ta cùng nhau xơi thịt của con rồng này thôi. Mặc dù ở dưới nước hơi khó lấy đồ một xíu, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi, lấy hết về nào. Ây da, đừng có đốt nữa nha mấy anh bạn. Mấy anh bạn trên kia cứ khều khều mình hoài à. Rồi, lấy. Được bao nhiêu vải đây, tốn rất là nhiều công sức đó. Mà cho ít vải là giận nha. Tén tèn, ui. Bắn nè, nãy giờ không muốn quánh rồi. Mình chỉ được có 30 cái vải thôi à. Mấy con rồng ở trên mặt đất nó không có nhiều vải bằng mấy con dưới hang các bạn ơi. Nên tốt nhất tìm mấy con dưới hang mà lấy vải sẽ nhiều được nhiều hơn á. Còn giờ thì chắc mình sẽ vô nhà mặc đồ len cũng như là nằm trên nệm ấm thôi. Chứ giờ lạnh lắm rồi. Rồi, giờ mình sẽ về nhà để dưỡng thương nha các bạn. Như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành cái chuyến khám phá từ vùng sa mạc
tiêu diệt được hai con rồng luôn, cũng như là mình vừa nhặt thêm được cái đầu của con Wither Skeleton từ một cái con tử thần ấy. Mình không ngờ lại rơi ra một cái đầu nữa nè. Vậy là mình có tổng cộng là hai cái đầu của Wither Skeleton rồi đó. Sắp tới thì mình sẽ tìm thêm một cái nữa để có thể đại chiến với cái con boss Wither nhá. Và bên cạnh đó mình cũng đã chế tạo được một bộ giáp từ vải của rồng Emerald, rất là tốt luôn. Nó đã giúp mình chiến đấu và hạ gục luôn cái con rồng mà Bronze rất là cứng đầu kia. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.